Tôi sẽ gọi thuộc tính nhá. Cũng H2 color nhưng mà tôi sẽ để đổi thành màu xanh lá cây, green. Lưu lại. Màu chữ đã thay đổi Xin chào Việt Nam. Chào mừng các bạn đã đến với hướng dẫn Angular 12 cơ bản. Ở trong bài đầu tiên của khóa học Angular 12 cơ bản này thì là chúng ta sẽ cài đặt môi trường. Đầu tiên thì sẽ cài đặt Angular CLI. Tôi đã cài phiên bản 12 rồi. Và trước khi cài Angular CLI thì các bạn phải cài Node.js. Nếu ai chưa biết cài thì tôi sẽ để link các bài cài đặt ở dưới phần mô tả. Chúng ta sẽ tạo mới project bằng câu lệnh ng new tên project. Tên project mới của chúng ta sẽ là Thu Chi. Chúng ta sẽ cd vào trong folder Thu Chi và chạy project lên bằng câu lệnh ng serve trừ trừ open. Câu lệnh trừ trừ open sẽ mở web của chúng ta lên trình duyệt sau khi đã build xong. Chúng ta sẽ mở một CD mới cũng ở trong CMD mới cũng ở trong folder Tucci và chúng ta sẽ mở Visual Studio Code và truy cập đến vị trí project Tucci của chúng ta. Angular 12 cơ bản thì không khác lắm với Angular 11, chỉ có một số phần thay đổi mới. Những phần thay đổi mới tôi cũng sẽ để mô tả ở trong video, các bạn có thể theo dõi thêm. Như vậy là project Angular 12 của chúng ta đã build thành công và đã hiện lên trên này, project mặc định tên là Thu Chi. Và chúng ta cũng đã hiện ra project Angular 12 cơ bản ở trong Visual Studio. Có rất nhiều file được tạo ra. Chúng ta sẽ truy cập vào file app.component.ts ở trong thư mục suộc, thư mục src và chúng ta sẽ thử đổi title của Angular 12 project. Chúng ta đổi thành Thu Chi viết cách. Chúng ta sẽ đợi một lúc. Chúng ta sẽ nhấn lưu ở đây. Và đợi một lúc app của chúng ta sẽ tự load lại. Đây các bạn thấy là Thu Chi đã đổi thành viết thường thành viết hoa và viết cách nữa. Tiếp đến thì tôi sẽ tạo mới một component trong Angular 12. Component trong Angular 12 cơ bản cũng không khác gì với Angular 11. Chúng ta sẽ tạo mới một component có tên là giao dịch. Chúng ta sẽ đợi một lúc để máy gen ra chúng ta khoảng 4-5 file. Tôi sẽ thay đổi vị trí của các cửa sổ một chút. Như vậy là component đã được tạo thành công trong Angular 12. Tiếp đến chúng ta sẽ truy cập vào folder giao dịch. Có 4 file trong này. Chúng ta sẽ truy cập đến giao dịch.component.ts và thay đổi một số cài đặt bên trong. Chúng ta sẽ thêm biến title bằng string. Trong
trong Angular 12 thì sẽ có lỗi xảy ra. Chúng ta sẽ hoặc string hoặc undefined. Angular 12 cơ bản là sẽ chặt chẽ hơn. Và trong hàm ng-onInit chúng ta sẽ gọi title, chúng ta sẽ set giá trị cho title bằng giao dịch giữa string. Tôi sẽ bật Việt key lên để gõ cho đúng tiếng Việt. Tiếp đến trong giao dịch .common.html chúng ta sẽ thay đổi giao diện. Chúng ta xóa dòng cũ đi và thay bằng title. Cấu trúc hai ngoặc nhọn trong Angular 12 cơ bản cũng giống Angular 11, đấy là data binding, ràng buộc dữ liệu, gọi dữ liệu từ dưới file code lên. Truy cập thẳng luôn. Chúng ta lại sang app.common.html, khai báo thẻ H1, xóa cốt cũ đi và khai báo một thẻ H1 mới. Và chúng ta cũng gọi title binding. Project sẽ tự động load lại cho chúng ta, sẽ xóa hết những cái cốt cũ đi. Giờ chỉ còn mỗi tên của project là Thu Chi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ gọi component trong Angular 12. Cơ bản thì cũng giống như các phiên bản trước. Chúng ta cũng dùng cấu trúc như sau: app xong tên gạch ngang tên component, thẻ đóng thẻ mở. Và chúng ta đã gọi được title của component là giao dịch. Một title là biến thuật cục, một title là biến cục bộ. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thay đổi một số thành phần trong component. Chúng tôi sẽ comment đoạn template URL. Thay vào đấy chúng ta sẽ gọi thuộc tính template. Thuộc tính template này thì chúng ta sẽ gõ ngay chuỗi HTML vào đây. Chúng ta sẽ lưu lại. Và rồi chúng ta sẽ thay đổi. Chữ Thu Chi đã nhỏ hơn và không còn component Thu Chi, component giao dịch của chúng ta. Tiếp đến trong app.component.css chúng ta sẽ cấu hình thẻ H2. Xin lỗi các bạn, tôi viết nhầm. H2 hoặc nhọn. Và chúng ta sẽ cho thuộc tính color là blue, màu xanh. Các bạn đã thấy là màu chữ đã thay đổi rồi. Ở bên này tôi lại sẽ tiếp tục comment style URL. Thay vào đấy tôi sẽ gọi thuộc tính style. Chúng ta sẽ cấu hình style mặc định ở trong app.component.ts luôn. Tôi sẽ gọi thuộc tính cũng H2 color, nhưng mà tôi sẽ đổi thành màu xanh lá cây, green. Lưu lại, màu chữ đã thay đổi rồi. Như vậy là hai cách chúng ta đều dùng được. Nhưng chúng ta thường sẽ cấu hình template và style theo một file riêng cho nó tưởng minh và rõ ràng hơn trong Angular 12. Cơ bản là bài học của chúng ta đã xong. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những khóa học, bài học tiếp theo của Angular 12 cơ bản. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn nút like. Nếu thấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Còn nếu thấy chưa hay, hãy để lại phần bình luận. Đừng quên ấn nút sub để ủng hộ kênh và theo dõi những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.